Tuấn Hưng bàng hoàng khi gặp nạn, mất sạch qua London, phải đăng đàn xin lỗi vợ. Mới đây trong chuyến lưu diễn tại London Anh, vào giữa tháng 4, Tuấn Hưng tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi để đi mua sắm đồ cùng bà xã Thu Hương. Vào sáng sớm hôm nay, dân tình cũng bất ngờ trước thông tin Tuấn Hưng đăng tải trên trang cá nhân. Anh cho biết mình đã bị bọn trộm khoáng sạch hết đồ chỉ trong một buổi tối. Đáng chú ý đây là toàn bộ số đồ mà anh cùng vợ mình sắm sửa trong suốt buổi chiều ở London. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Tuấn Hưng không giấu nổi sự bàng hoàng. Anh vẫn không thể tin nổi sự việc này diễn ra ở thủ đô nước Anh. Được biết đây là vụ cướp sau khi Ánh Nguyệt bị mất đồng hồ. Tính đến thiệt hại, Tuấn Hưng cho biết không chỉ xe của anh bị đập vỡ kính để lấy đồ mà xe của bạn anh, bọn cướp cũng không tha. Còn đồ anh mua tặng vợ thì cũng không còn gì. Nam ca sĩ không quên xin lỗi vợ vì tất cả đồ hiệu từ quần áo, giày dép và nhiều đồ đạc khác đều đã bị trộm lấy đi mất. Tuấn Hưng chia sẻ, không tin nổi khi Anh Quốc loạn như thế này. Sau màn cướp khiến Ánh Nguyên mất đồng hồ thì giờ đến lượt Tuấn Hưng. Không chỉ riêng xe ô tô của tôi, xe người bạn chở tôi cũng bị trộm đập một phát toang luôn. Bao nhiêu đồ đi shopping cho vợ từ chiều đến giờ mất sạch. Bên cạnh là xe khác nữa cũng bị tương tự như vậy. Honey, I'm sorry. Mua rất nhiều quần áo, giày dép và đồ đạc cho em nhưng bị nó trộm hết rồi. Bạn bè của anh vào động viên và khuyên nhủ nên trình báo sự việc cho cảnh sát. Nhưng bọn trộm đã xoay camera sang hướng khác khiến việc điều tra vô cùng khó khăn. Tuấn Hưng nghe đồn, bọn trộm ở đây rất chuyên nghiệp. Thậm chí chúng còn trang bị thiết bị nhìn xuyên thấy xe ô tô. Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông đối với nam ca sĩ. Họ cho biết sự việc này không chỉ xảy ra ở Anh mà còn ở nhiều nước phương Tây khác. Chuyện bị trộm lấy đồ không phải là hiếm. Dù gặp phải chuyện không vui, nhưng Tuấn Hưng cho biết chuyến đi vô cùng ý nghĩa. Bởi sau rất nhiều năm, anh mới có dịp trở lại Anh và phục vụ đông đảo khán giả. Chủ nhân bản hit Tìm Lại Bầu Trời không giấu nổi sự vui sướng khi được trình diễn những ca khúc quen thuộc một thời trước sự đón nhận nồng nhiệt và những cái ôm nồng thắm từ khán giả. Tuấn Hưng tâm sự trên trang cá nhân, mọi thứ đã trở lại bình thường. Những show diễn gần đây của mình vẫn còn được khán giả yêu thương. Đó là điều quý giá cực kỳ. Cảm giác may mắn trong công việc khiến mình tự tin tiếp tục mở ra những suy nghĩ mới, hát bằng con tim và niềm đam mê, mặc cho khen chê. Tự mở ra cơ hội cho mình thay vì chờ đợi, đó là ưu điểm của mình. Sân khấu nào cũng chê, xuất hiện là cháy bỏng từng bài phút.